Cột mốc 18 do quân Nhật chụp tháng 7 năm 1940 tại tường thành trấn Nam Quan, tên cũ của ải Nam Quan. Cột mốc 18 lịch sử xác định biên giới Trung Việt vào năm 1887. Trên cột ta đọc được Trung Việt quốc giới, trấn Nam Quan ngoại, đệ thập bát hiệu. Cột mốc cây số 0 nhìn đây tháng 2 năm 2011 chỉ còn chữ hữu nghị và chắc chắn sẽ biến mất. Phía bên trái của cột mốc là quốc lộ số 1A đi về Hà Nội và phía tay phải của cột mốc là đi về băng tường Trung Quốc. Nhìn từ cây số 0 thì chúng ta thấy được quan cảnh của khu xin hộ chiếu của Trung Quốc. Và từ cái cột mốc cái số 0 này nhìn về phía bên cao khoảng 100 thước thì chúng ta thấy một cái tòa nhà nơi đó người ta xin hộ chiếu. Và phía bên trái thì thấy một cái trạm cảnh sát biên phòng. Muốn đến cây số 0 phải có hộ chiếu sang tạo hoặc phép của đội cảnh sát biên phòng. Cột mốc mới cây số 0 và cột mốc số 18. Và bên phải là con đường hầm đi sang băng tường Trung Quốc. Chúng ta thấy gì? Chúng ta buộc phải chấp nhận vị trí của hữu nghị khoan ngày nay bên Trung Quốc. Thì vị trí cây số 0 hiện tại cách trường thành của hữu nghị quan đó khoảng 400-500 thước. Không như cột mốc thứ 18 phân chia biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 1887, vì cột mốc đó nằm tại tường thành của hữu nghị quan hay trấn Nam Quan tên thời đó. Như vậy, Việt Nam đã mất tại khu vực Nam Quan này khoảng 400 thước cho đến 500 thước.
Chúng ta thấy gì? Nếu chúng ta buộc phải chấp nhận vị trí hữu nghị quan ngày nay nằm bên Trung Quốc, thì vị trí cây số zero hiện tại cách tường thành hữu nghị quan đó khoảng 400 cho đến 500 thước. Không như trong cột mốc thứ 18, phân chia Trung Quốc và Việt Nam năm 1887, vì cột mốc nằm trước tường thành hữu nghị quan. Như vậy, Việt Nam đã mất từ 400 cho đến 500 thước đất tại khu Hải Nam Quan.